người đã đến với thị trấn Địa Trung Hải, điểm đến mới ở Phú Quốc. Những công trình thị trấn Địa Trung Hải phục dựng tháp chuông Stenmuk Capani, cổng thành Pompei Italia, khải hoàn môn Paris, ban công Juliet bên bờ biển đảo Ngọc. Và chúng ta đang có những hình ảnh rất đẹp khi ánh hoàng hôn buông xuống tại Nam đảo Ngọc Phú Quốc. Và tại đây thì chủ đầu tư hiện tại đang mở bán những căn shop house cuối cùng tại giai đoạn 1 shop house Địa Trung Hải, cũng như là đồng hành bên đó thì trong tháng 4 này thì chủ đầu tư cũng đang nhận booking cũng như sẽ ra mắt giới thiệu dự án The Center Shop House Địa Trung Hải giai đoạn 2. Tại đây thì chủ đầu tư Sun Group kiến tạo nên một công trình thị trấn Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera do Sun Group đầu tư xây dựng tại Nam Phú Quốc. Và đại diện Sun Group thì cho biết là tất cả những công trình ở đây thì cũng đã hoàn thiện cơ bản, bổ sung thêm các cái chuỗi trải nghiệm về du lịch mới mẻ, độc đáo trong cái hành trình khám phá Phú Quốc của khách du lịch. Những hình ảnh tuyệt đẹp về bãi biển, về những con tàu tại Nam đảo Ngọc Phú Quốc trên cái nền trời ánh hoàng hôn vàng nhuộm hắt xuống mặt biển. Thì từ cảm hứng này thì chủ tư Sun Group đã kiến tạo nên một dự án, một cái điểm đến mới tại Nam đảo Ngọc Phú Quốc với tháp chuông đồng hồ Central Village ở trung tâm công trình thị trấn Địa Trung Hải, cao 75m, lấy cảm hứng từ tháp chuông biểu tượng của Stenmuk Capani ở Ý. Công trình mô phỏng cái ngọn hải đăng trước biển, du khách cũng có thể ngắm cảnh biển tại đây. Và tất cả những khu vực quanh tháp chuông đồng hồ sẽ diễn ra những sự kiện như là đêm tiệc mừng năm mới, các cái buổi trình diễn nghệ thuật. Và cầu hôn cũng là một trong những cái công trình biểu tượng của Sun Group đang kiến tạo tại Nam đảo Ngọc Phú Quốc. Và đây là một trong những cái buổi mà mình đi quay vào khoảng trời tối. Và trong cái ngày này thì mình quay đến khoảng 9 giờ tối để có những hình ảnh rất đẹp về Địa Trung Hải, một cái bãi biển phẳng lặng với những cái sóng lăn tăn và ánh hoàng hôn buông xuống bên những công trình kiệt tác của Sun Group. Đó chính là những căn shop house Địa Trung Hải đã hoàn thiện mặt ngoài. Và ngay dưới chân tháp đồng hồ thì sẽ có một cái bể bơi vô cực tựa như một cái tấm gương soi khổng lồ kéo dài tới đường chân trời. Du khách khi mà đến với Nam Phú Quốc có thể thả mình trong cái làn nước xanh mát, tận hưởng cái cảm giác bồng bềnh hoặc là ngắm mặt trời lặn. Đấy là những cái cảm trải nghiệm mà chúng ta sẽ có trong tương lai. Quanh khu vực bể bơi là những cái tổ hợp khách sạn, nhà hàng được xây 5 tầng, với tầng 1, tầng 2 là các cái dãy phố ẩm thực, các quán cà phê, cửa hàng thời trang. Tầng 3, 4, 5 là các cái trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, siêu thị và khách sạn 5 sao. Và điểm nhấn quan trọng thì Sun Group sẽ xây một khách sạn 5 sao thương hiệu Curio và quản lý bởi Hilton ngay tại khu vực Central Village này. Quanh khu vực Central Village sẽ có những cái buổi tiệc sôi động, những buổi trà chiều dành cho khách du lịch. Ngoài ra thì chúng ta sẽ đến với những cái tàn tích Pompei cổ kính hướng ra biển, dẫn lối tới các cái khu vực khác như cổng thành Gavi, những ban công Juliet. Đấy là những cái biểu tượng mà chúng ta khi đến với Địa Trung Hải Nam Phú Quốc ngay cái giai đoạn này thì chúng ta đều nhìn thấy. Ngoài ra chúng ta có cái con đường gốm sứ dẫn từ cổng thành Pompei vào trung tâm phân khu Sorrento. Đây là những hoàng hôn tuyệt đẹp từ thị trấn Địa Trung Hải Phú Quốc. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về shop house Địa Trung Hải cũng như là căn hộ Sun Grand City Hillside Địa Trung Hải, thì anh chị vui lòng liên hệ với Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin tư vấn chính sách bán hàng cập nhật từ chủ tư Sun Group. Xin chào và ta đang có những hình ảnh rất đẹp về hoàng hôn buông xuống tại thị trấn Địa Trung Hải Nam Phú Quốc. Và tận dụng cái địa hình núi, biển, vùng đất cao thấp, hai dự án mới của Sun Group sẽ mang đến cho du khách nhiều cái trải nghiệm vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng mới mẻ.
Chúng ta biết rằng trải dài từ bờ biển Croatia phía nam Tây Ban Nha là một phần của Tây Nam châu Âu, khu vực Địa Trung Hải từ lâu thì đã nổi danh với thiên nhiên tươi đẹp, chất sống phóng khoáng. Đây còn được xem là thiên đường của sự tận hưởng, hòa quyện vào thiên nhiên và phong cách kiến trúc mực thước vượt thời gian. Địa Trung Hải thiết đãi du khách bằng nhiều trải nghiệm mua sắm hàng xa xỉ trên các con phố dành cho giới tinh hoa ở Monaco, ở Nam, lạc lối trong các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, hàng lưu niệm ở Amalfi, Sorrento. Đến các quốc gia này thì du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng những công trình lịch sử hàng trăm năm như núi Nửa, Etna, lâu đài Bled, hang động Postona, khu nghỉ dưỡng hay là các khách sạn xa xỉ, trải nghiệm du thuyền bên bờ biển Marina Grand tấp nập. Dù tìm kiếm những khoảnh khắc riêng tư hay là hội hè, dù là sức hút của du lịch ban ngày hay là sự mê hoặc của kinh tế ban đêm, thì du khách đều có thể thỏa mãn tại Địa Trung Hải. Điều này mang lại cái tổng doanh thu khổng lồ cho các quốc gia ở Duyên Hải. Vào năm 2014, theo những số liệu của Tổ chức Du lịch Thế giới công bố, thì các cái nước Địa Trung Hải đã đón 343 triệu lượt khách quốc tế, chiếm gần 1/3 lượng khách du lịch toàn cầu, đồng thời thu về 247 tỷ euro. Năm 2016 thì du lịch đã góp phần tạo ra 333,2 tỷ đô tại các nước Địa Trung Hải. Trong giai đoạn 1996 đến 2016 thì đóng góp trực tiếp vào du lịch và GDP ở khu vực Địa Trung Hải đã tăng 53%. Và dự đoán rằng năm 2030 các cái nước Địa Trung Hải sẽ thu hút khoảng 500 triệu lượt khách du lịch. Bất động sản tại các cái khu vực này cũng vì thế mà đem lại những giá trị thu hút các nhà đầu tư kinh doanh và kế thừa và phát triển sự đa dạng trong kiến trúc, văn hóa, du lịch, giải trí của các cái nước Địa Trung Hải, song vẫn mang lại những cái sắc thái riêng. Thì Sun Group đã kiến tạo và phát triển thị trấn Địa Trung Hải tại Nam Phú Quốc, bao gồm hai dự án Sun Premier Village Primavera và Sun Grand City Hillside Residence với nhiều cái nét tương đồng với phiên bản gốc. Và hai dự án này thì hội tụ những cái công trình biểu tượng của một vùng văn hóa xứ sở cùng cuộc sống sôi động cả ngày lẫn đêm, nhằm mang tới những trải nghiệm trọn vẹn cho du khách. Trải dài trên cái diện tích 39,9 hectare ở bờ tây nam đảo, thì dự án đầu tiên chúng ta biết đến là Shophouse Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera. Và giai đoạn 2 chúng ta có cái tên mới, đấy là Sun Grand City Hillside Residence, sẽ tạo nên một thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt có nhiều các cái công trình tiện ích. Trong đó thì Sun Premier Village Primavera đã hình thành và hệ thống tiện ích đa dạng với những công trình đã đi vào vận hành như dãy nhà hàng ven biển phong cách Nhật Âu, nhà hàng buffet hải sản a la carte, nhà hàng Mr. and Mrs. Ticho Club vận hành bởi các cái thương hiệu quốc tế. Còn Sun Grand City Hillside Residence là tổ hợp căn hộ cao cấp đầu tiên ở đảo Ngọc, bao gồm 3 phân khu căn hộ cộng với 1 phân khu The Center là phân khu Shop House. Thì chúng ta có một cái hoàn thành một cái bức tranh về thị trấn Địa Trung Hải. Và anh chị nào đang có nhu cầu đầu tư hoặc là sở hữu riêng cho mình một căn nhà, một căn hộ tại thị trấn Địa Trung Hải, anh chị vui lòng liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn này và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Quay trở lại với thị trấn Địa Trung Hải cùng với cái nguồn cảm hứng Địa Trung Hải, thì hai dự án chúng ta đã nói đến trong những phần trước, đó là dự án Shophouse Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera là giai đoạn 1 Shophouse Địa Trung Hải, và giai đoạn 2 là Sun Grand City Hillside Residence. Hai dự án trên là sự tổng hòa của những điều đối lập, tương sinh, tương hỗ, tạo nên một cái bức tranh đa sắc màu
mang tới cho du khách nhiều trải nghiệm. Và tại đây thì cái sự đối lập thể hiện ở địa mạo, đó là biển và núi, ở địa hình, đó là vùng đất thấp của Sun Primavera Primavera, và của đồi cao là Sun Grand City Hillside Residence. Đó là tầm nhìn, một là tầm nhìn trực diện đại dương, đó là chúng ta có những căn shop house Địa Trung Hải giai đoạn 1, và từ trên cao tầm nhìn bao quát, đó là những căn shop house The Center giai đoạn 2. Đó chính là những sự đối lập mà chính của hai dự án mà tạo nên một cái thị trấn Địa Trung Hải phồn thịnh tại Nam Đằng Ngọc Phú Quốc. Và sự đối lập mà tương hỗ này còn nằm ở kiến trúc, khi mà hơi thở của vùng biển Amalfi phóng khoáng, rực rỡ sắc màu tại Sun Primavera Primavera đồng điệu với thiết kế Taormina Sicily hiện đại, giàu sức sống của Sun Grand City Hillside Residence. Thì tại đây chúng ta có thể tìm hiểu nhiều các loại hình bất động sản, từ shop house đến căn hộ cao tầng, trải nghiệm những cái vị trí bất động sản như ngắm bình minh, đón hoàng hôn, hay là hòa mình vào cái nhịp sống sôi động của thành phố biển đảo. Trong tương lai thì với cái chiến lược phát triển bài bản tại Nam đảo, thì Sun Group sẽ mở rộng quy hoạch và bồi đắp nhiều hơn những cái khu vực nữa như Hòn Thơm, khu đô thị mới An Thới, đưa Nam Phú Quốc trở thành cái điểm phải đến của du khách. Khi đó thì thị trấn Địa Trung Hải sẽ là điểm nhấn của du lịch, giải trí, kinh doanh 24/7, cũng như là xu hướng nghỉ dưỡng theo phong cách đảo tỷ phú Monaco, Hồng Kông của các du khách đã phát triển rồi trên toàn thế giới. Và những thước phim này chúng ta có một câu chuyện về Địa Trung Hải thật lãng mạn. Và trong cái những hình ảnh mà anh chị đang nhìn thấy thì những căn nhà shop house tại đây, giai đoạn 1 tại đây thì chủ đầu tư họ đang và đã bàn giao. Trong thời gian tới thì các chủ nhà họ bắt đầu về hoàn thiện và kinh doanh. Cùng với cái hậu của sau đại dịch Covid thì chúng ta sẽ có một cái vùng đất, một cái điểm đến mới tại Phú Quốc, một cái vị trí bất động sản mà dành cho những anh chị đầu tư với những tầm nhìn dài hạn, với những tư duy, những chiến lược kinh doanh về du lịch. Và trong các clip khác thì em cũng đã nói, giới thiệu, gợi ý tới anh chị một số cái mô hình kinh doanh tại đây. Và đây là một vị trí bất động sản gần như độc bản tại Việt Nam, cũng như là nó là dấu ấn riêng của Sun Group dành cho bờ Tây Nam đảo Ngọc Phú Quốc. Sẽ là một cái gì đó rất có giá trị trong tương lai. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về shop house Địa Trung Hải, bao gồm hai phân khu giai đoạn 1 là những căn shop house hướng ra đại dương, mặt biển Địa Trung Hải là Sun Primavera Primavera, và giai đoạn 2 là những căn shop house trên sườn đồi, khu vực shop house The Center nằm trong tổng dự án là Sun Grand City Hillside Residence, thì anh chị vui lòng liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin tư vấn, chính sách bán hàng cập nhật liên tục từ chủ đầu tư Sun Group. Hiện tại thì chúng ta đã có những cái booking và sẽ mở bán trong ngày 18 tháng 4 này, chính thức giới thiệu tới những nhà đầu tư, những khách hàng khắp cả nước về dự án The Center giai đoạn 2 của shop house Địa Trung Hải, một phần, một mảnh ghép không thể thiếu của thị trấn Địa Trung Hải phồn hoa và thịnh vượng. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về một sản phẩm tại Địa Trung Hải, từ shop house đến căn hộ, thì anh chị vui lòng liên hệ với Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau. Lãng mạn mà cuồng say, cổ kính mà hiện đại, sang trọng mà gần gũi, hài hòa cùng biển cả mà thấm đượm hương núi đồi, thị trấn Địa Trung Hải phía nam thành phố biển đảo Phú Quốc tựa như bản hòa ca quyến rũ của những giai điệu trái dấu, hấp dẫn, sẽ mê hoặc bất kỳ ai từng một lần nếm trải. Đó chính là thị trấn Địa Trung Hải Phú Quốc, vùng đất của những điều đối lập. Một thị trấn Địa Trung Hải xinh đẹp mà diễm lệ đã hiện diện trên cái bờ biển Tây Nam thành phố đảo Ngọc Phú Quốc,
Song giới đầu tư, những khách hàng đầu tư vẫn đau đáu một câu hỏi: đâu là tâm mạch hút chọn cái luồng sinh khí quý giá cũng như là đón đầu một tương lai phồn thịnh của vùng đất đấy. Và để tìm đáp án cho cái bài toán đầu tư lâu dài thì chúng ta sẽ đi xem clip này. Chúng ta sẽ kể một câu chuyện về Địa Trung Hải. Đó là Địa Trung Hải, một vùng biển tại trung tâm của thế giới, được tạo hóa quá đỗi ưu ái về khí hậu, thiên nhiên, cảnh sắc, để rồi kiến tạo nên cái nét văn hóa Địa Trung Hải giàu bản sắc, biểu hiện qua các cái nghệ thuật, kiến trúc, thơ ca, nhạc họa và lề lối sinh hoạt. Cảm hứng Địa Trung Hải lan tỏa khắp thế giới, trở thành cái biểu tượng của cái đẹp và ảnh hưởng sâu sắc đến lĩnh vực bất động sản. Đó chính là những cái mà chúng ta biết đến về Địa Trung Hải. Website jamesedison.com, website số 1 thế giới chuyên về các cái loại xa xỉ phẩm dành riêng cho giới siêu giàu, đã chọn ra 5 quốc gia châu Âu là địa điểm đầu tư bất động sản hàng đầu năm 2021, bất chấp lo ngại về tác động của đại dịch đối với lục địa già. Theo đó thì chúng ta có Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Cộng hòa Síp, Malta hay là Montenegro là các cái gợi ý đầu bảng dành cho giới đầu tư bất động sản. Và vô tình hay hữu ý, phần lớn trong số đó đều là các cái quốc gia, quốc đảo nằm trong hoặc là nằm ngay bờ hay là cận kề Địa Trung Hải, thừa hưởng cái khí hậu ôn hòa, cảnh quan tuyệt đẹp và những sản phẩm nhà ở đắt đỏ mang cái lối thiết kế kiến trúc đặc trưng. Chung dòng cảm hứng Địa Trung Hải thì ở phía nam đảo Ngọc Phú Quốc, nơi biển trời giao thoa, cảnh sắc hài hòa, đang có một cái thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt do Sun Group dày công kiến tạo, vun đắp suốt hơn một nửa thập kỷ qua, với cái dung mạo, hình hài, mỹ miều hay hơn cả phiên bản gốc. Và chúng ta đang có những thước phim rất đẹp về thị trấn Địa Trung Hải do Sun Group kiến tạo tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc, với biển trong vắt và nhìn thấy tận đáy, màu nước lam ngọc, những gành đá, những khối nhà, những cái nét kiến trúc đặc trưng và Sun Group dành riêng cho thị trấn Địa Trung Hải. Ở nơi đó thì từ màu vàng của nắng, từ mùi gió biển mặn mòi, đến từng cái dãy shop house xinh xắn, từng tiểu cảnh thiết kế cầu kỳ hay những con đường nhỏ dẫn bước du khách đến khu vực quảng trường đều mang cái hồn phách Địa Trung Hải. Cả thị trấn như một bức tranh tổng hòa khi cảm hứng Địa Trung Hải thấm đẫm vào từng kiến trúc nhà ở, kiến trúc cảnh quan và thổi vào đó những cái linh hồn. Bởi chính cái sự tương đồng về địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu vùng đất Tây Nam Đảo Ngọc, chúng ta có một góc về thị trấn Địa Trung Hải, về cái sự tinh tế, khác biệt và bài bản trong chiến lược phát triển của Sun Group đã khiến cả một vùng bờ Tây Nam Đảo Ngọc thực sự lột xác và trở thành một cái thị trấn Địa Trung Hải thực thụ, dù nằm miền Nam nước Ý đến cả một nửa vòng trái đất xa xôi. Chúng ta đã có những thước phim rất đẹp về thị trấn Địa Trung Hải của Việt Nam chúng ta. Và trên diện tích gần 40 hectare thì chủ đầu tư Sun Group đã thiết kế gần 100 công trình tiện ích, dịch vụ lớn nhỏ, bao gồm hai dự án như chúng ta đã biết, đó là giai đoạn 1 shop house Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera, và giai đoạn 2 của Địa Trung Hải đó là Sun Grand City Hillside Residence, được ghép nối, bổ trợ và cộng hưởng tạo nên một cái bức tranh hoàn chỉnh. Tại đây thì sẽ xuất hiện nhiều các cái công trình dịch vụ F&B, khách sạn Hilton 3 đêm Tichro do các cái tên tuổi lớn vận hành. Nếu như Sun Premier League Primavera đã rõ cái hình hài mang màu sắc biển cả với những cái dãy shop house cổ kính chạy dọc theo bờ biển tuyệt mỹ đón chọn ánh hoàng hôn diễm lệ, thì chúng ta có khu Sun Grand City Hillside Residence, và một trong các cái phân khu đó chính là khu vực Shop House Center đang được kiến tạo trở thành một cái tổ hợp căn hộ và nhà phố cao cấp kết hợp, đáp ứng được cái nhu cầu sống lý tưởng, nghỉ dưỡng và kinh doanh sôi động trên triền đồi được bao bọc, có cái góc view bao trọn cái toàn cảnh thị trấn Địa Trung Hải. Phía sau lưng của Địa Trung Hải chính là khu vực nhà phố Sun Grand City New An Thới, và một cái hệ sinh thái nằm giữa cái tâm mạch sẽ hướng tới anh chị, những anh chị đầu tư lâu dài, rót tiền sở hữu một cái bất động sản tại thị trấn Địa Trung Hải, thì khách hàng, nhà đầu tư sẽ không chỉ hưởng lợi ích về
cái hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, sức hút của hệ sinh thái du lịch Nam đảo, mà còn nhận về những cái giá trị vô cùng vô hình như là chất sống địa trung hải không thể lẫn. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về một trong những căn nhà phố tại Shophouse Địa Trung Hải thì anh chị vui lòng liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin chính sách bán hàng của chủ đầu tư Sun Group về dự án. Có ngồi tại thị trấn Địa Trung Hải Nam Phú Quốc thưởng thức hải sản tươi ngon và nhấm nháp ly vang trắng Chardonnay, chiêm ngưỡng khoảnh khắc mặt trời lặn xuống dưới chân trời mới thấy chẳng phải bay đến xa nơi vòng trái đất, du ngoạn đến Athens hay Barcelona để tìm kiếm những trải nghiệm hoàn hảo tương đồng. Chúng ta chỉ cần đến Nam Phú Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Người đã quay trở lại với dự án Shophouse Center, một phân khu trong Sun Grand City Hillside Residence. Và trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy những cái căn Shophouse Center Địa Trung Hải. Và đây là một trong những cái block nhà mẫu của cái cung đường Amalfi mà chủ đầu tư hiện tại đang xây dựng. Và tại dự án này thì chủ đầu tư đang xây các cái block Shophouse tại dãy đường Amalfi thì có các loại mặt tiền là 8m, 10m, 12m, 14m, 15m và cái loại đặc biệt. Chiều sâu của những căn nhà tại đây thì sẽ sâu từ 8m cho đến khoảng 16m. Tức là chúng ta sẽ lấy ví dụ như mặt tiền 8m nhân với 10 là 80m. 8m mà nhân với sâu khoảng 16. 8m nhân 12 nó rất nhiều kích thước tại dự án Shophouse The Center Địa Trung Hải này. Và đây là một trong những cái block Shophouse tại cung đường Amalfi. Cung đường mà giá trị của những căn Shophouse tại cung đường này chúng ta sẽ có cái khoảng giá dự kiến sẽ dao động từ khoảng 30 đến khoảng 35 tỷ. Và với cái kiến trúc Taumina phóng khoáng thì chúng ta có cửa sổ cao 2,8m, trần cao tối đa 4,5m. Đấy là một trong những cái ưu điểm lớn nhất của Shophouse Center mà chủ đầu tư hiện tại đang nhận booking và sẽ mở bán chính thức vào ngày 18 tháng 4 này, sẽ giới thiệu dự án chính thức ngày 18 tháng 4. Và cung đường Amalfi này thì đây là một block Shophouse mang cái giá trị thương mại ngay tại cái cửa ngõ của mọi cái luồng giao thông quan trọng. Đó chính là cái đường chính đi vào ga đi cáp treo và đi lên căn hộ 1250 cái căn hộ Hillside, kết nối trực tiếp ra bãi đất đỏ và kết nối trực tiếp xuống cầu Hôn. Địa hình mang cái đặc trưng Địa Trung Hải, hợp nhất với các cái tầng cao độ view biển và các cái tiểu cảnh đài phun nước bậc đá được thiết kế tỉ mỉ tinh xảo và view thành phố thì rất là tuyệt đẹp. Và tại đây thì chúng ta đang có những hình ảnh về toàn bộ khu vực mà sẽ kết nối từ cái block Shophouse nhà mẫu tại cung đường Amalfi này ra cái khu vực cây cầu Hôn. Và tại đây thì những cái căn Shophouse The Center thì mỗi một phân khu, mỗi một cái cung đường nó đều mang cái giá trị thương mại khác nhau. Và đây là một trong những cái cung đường thương mại của Shophouse The Center giai đoạn 2 Shophouse Địa Trung Hải. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là chủ đầu tư họ sẽ phân bổ ra từng khu vực, từng cái cung đường họ sẽ xây những cái block Shophouse nhà mẫu để cho khách hàng đầu tư ở những cái cung đường khác nhau có thể lựa chọn được những cái căn nhà phù hợp với cái điều kiện cũng như là cái nhu cầu của mình. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về một trong những cái sản phẩm đó chính là nhà phố thương mại Shophouse The Center Địa Trung Hải thì anh chị vui lòng liên hệ với Vinh qua số hotline trên màn hình. Chúng ta hiện tại chủ đầu tư đang nhận những cái booking cuối cùng từ khách hàng và chính thức ráp căn vào ngày 18 tháng 4 tại một sự kiện mở bán và giới thiệu dự án này. Và đây là những cái hình ảnh thực tế mới nhất về tiến độ xây dựng của Shophouse The Center Địa Trung Hải, một trong những cái dự án sở hữu lâu dài rất là hiếm hoi tại Phú Quốc và mang cái kiến trúc mà Taumina độc bản và nằm trong hệ sinh thái
một cái quần thể thiết kế rất là đẳng cấp của Sun Group, sở hữu cái vị trí bất động sản độc tôn. Và anh chị nào có một cái tầm nhìn dài hạn, chúng ta có thể sở hữu một trong những sản phẩm độc bản này, về sau nó sẽ rất có giá trị, một trong những tuyến phố kinh doanh đi bộ về đêm. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Trong cái ánh hoàng hôn buông trên biển trời Nam Đảo Ngọc Phú Quốc thì chuyến viễn du Fashion Voyage 3 của đạo diễn Long Can đã dừng chân nơi bến cảng phồn hoa Central Village, tổ hợp giải trí do nghỉ dưỡng của tập đoàn Sun Group kiến tạo. Và chính những lớp lang kiến trúc mang phong cách Địa Trung Hải đậm chất cùng với vẻ đẹp độc đáo của bể bơi vô cực hướng thẳng ra biển Đại Dương Lam Ngọc là cái nguồn cảm hứng bất tận để chàng trai lãng tử Long Can dựng nên một cái sàn catwalk độc đáo lơ lửng giữa không trung. Và để rồi tất cả cùng thăng hoa trong cái không gian giờ sâu đầy đam mê và sáng tạo đến từ hai cái bộ sưu tập của hai nhà thiết kế Lê Thanh Hòa và Adrian Anh Tuấn, cùng sự góp mặt của Hoa hậu Hờ Hèn Nghê, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kiều Loan, Hoa hậu Hương Giang Diễm My và ca sĩ Hồng Nhung. Và rất nhiều các cái nghệ sĩ nổi tiếng khác đã đến với Địa Trung Hải, đến với Sun Premier Village Primavera tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc để tạo nên một cái buổi trình diễn thời trang kết hợp với kiến trúc và âm nhạc ngay tại mặt biển Địa Trung Hải rất là đẹp. Và chuyến viễn du thời trang cũng đã khép lại trong những cái tiếng vỗ tay, sự đắm chìm mê mẩn của tất cả những con người yêu cái đẹp qua cái lăng kính nghệ thuật một Nam Phú Quốc với cái sự hòa quyện của thời trang, kiến trúc, thiên nhiên và con người được phô diễn đẹp hơn bao giờ hết. Và chúng ta đang có những cái hình ảnh về những cái căn shop house cuối cùng của Sun Premier Village Primavera, shop house Địa Trung Hải giai đoạn 1 với lớp 9 đến 12 lớp sơn theo cái kiến trúc thiên minh giả cổ độc bản tại Việt Nam. Thì ở đây chúng ta đang có một dãy shop house mặt biển, dãy shop house Amalfi. Trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy là cái shop house mà chủ đầu tư họ đang xây dựng ngay đầu vào của dự án, ngay điểm đầu tiên vào dự án. Và nơi đây sau này sẽ có cánh cổng biểu tượng của dự án cũng như là ngọn hải đăng. Ở đây thì chủ đầu tư đang mở bán những căn shop house có diện tích 124m2. Diện tích xây dựng sàn sẽ là 96m2 một sàn. Tổng diện tích xây dựng của một căn sẽ từ 4 đến 5 tầng. Và giá bán của chủ đầu tư đang mở bán thì chúng ta sẽ có giá bán từ 29 tỷ cho đến khoảng 34 tỷ một căn. Và đây là cái cung đường sở hữu một cái dãy shop house duy nhất hướng thẳng ra mặt biển và có riêng cho mình một cái vịnh, một cái bãi biển riêng. Phía dưới là những khu vực gành đá và đón hoàng hôn trên biển, không bị chắn bởi bất kỳ một cái ngoại cảnh, một cái landscape nào tác động cả. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về những căn shop house cuối cùng của giai đoạn 1 shop house Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera thì anh chị vui lòng liên hệ với Vinh qua số hotline trên màn hình. Đặc biệt là chúng ta lưu ý là chủ đầu tư đang mở bán các căn Amalfi như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, từ căn AMA 95 cho đến căn AMA 131, tức là đâu đó khoảng hơn 10 căn shop house. Và vị trí thì anh chị đang nhìn thấy là những hình ảnh trực tiếp chúng ta nhìn thấy là vị trí của những căn shop house Amalfi này. Và hiện tại anh chị mua tại đây thì chúng ta sẽ có cái chính sách từ chủ đầu tư Sun Group hỗ trợ vay vốn lên đến 18 tháng. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về một trong những căn shop house tại cung đường Amalfi
đang mở bán này, thì anh chị vui lòng liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Với cái vị trí bất động sản sở hữu riêng cho mình một cái vịnh biển ở phía trước cực kỳ đẹp. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip và hẹn gặp lại anh chị. Sun Prima Village Primavera, kiến trúc Địa Trung Hải chắp cánh cho những ước mơ bay xa. Và với một cái địa thế tương đồng với những cái ngọn đồi dốc đua nhau thoải dần ra biển, một đại dương lam ngọc với thảm thực vật đa dạng, một nét kiến trúc Amalfi đậm chất của những cái ngôi nhà được sơn mặt ngoài lên đến 9 lớp thay vì 2-3 lớp thông thường, một tác phẩm nghệ thuật đầy mê hoặc bên đại dương với những cái mảng ve giả cổ nhuộm màu thời gian, một cái bức tranh tương lai hưng thịnh nơi mùa xuân vĩnh viễn ngự trị, từng cửa hàng buôn bán sầm uất nhộn nhịp nằm san sát bên những cái cung đường sát biển, tất cả tạo nên một cái miền cảm hứng thăng hoa cho dự án Shophouse Địa Trung Hải, những con phố thời trang Venice huyền bí thơ mộng. Và chúng ta đang có trên màn hình những hình ảnh về những căn Shophouse Amalfi đang mở bán chạy dọc theo cái sườn dốc ngay ở khu vực đầu vào, cửa ngõ vào của toàn bộ thị trấn Địa Trung Hải do tập đoàn Sun Group đang kiến tạo. Ở đây thì chủ đầu tư đang mở bán những căn Shophouse có chiều cao từ 4 đến 5 tầng và sở hữu cái view biển trực diện ra biển, nằm trên cái sườn dốc như chúng ta đang nhìn thấy, chạy từ kết nối từ khu vực nhà phố Sun Grand City New An Thới. Và đây sẽ là cái cung đường, có thể nói là cái cung đường vào dự án Shophouse Địa Trung Hải rất là đẹp. Và đẹp nhất mỗi khi mình đi làm việc qua cái cung đường này là mình rất là thích, vì nó hơi dốc và một bên là biển, một bên là núi, rất là đẹp. Và chúng ta có thể nhìn thấy là màu nước biển đặc trưng của Phú Quốc là màu lam ngọc, nó thể hiện rất rõ ràng cho những hình ảnh ở trên clip chúng ta nhìn thấy. Và một sự hy vọng về một tương lai tại thị trấn Địa Trung Hải, một tương lai hưng thịnh, một trong những cái vị trí bất động sản gần như là độc bản và rất là hiếm có, khó tìm tại Việt Nam để có một dự án thứ hai có thể kiến tạo như vậy. Và tại đây thì chúng ta sẽ có một cái thời gian đầu tư sẽ dài hạn hơn so với tất cả các cái dự án khác nằm trong lõi đô thị hoặc là những cái dự án bất động sản nằm tại trung tâm các thành phố lớn. Thì với một dự án mà Sun Group đang kiến tạo tại bờ Tây Nam đảo Ngọc Phú Quốc, vị trí đặc biệt, kiến trúc đặc biệt và hệ sinh thái quy mô rất là tầm cỡ, thì câu chuyện chúng ta đầu tư vào đây thì chúng ta phải có một tầm nhìn dài hạn. Chúng ta phải nhìn đâu đó sẽ sau 10 năm, sau 10 năm mà khi mà 10 năm sau có rất nhiều những cái giới nhà giàu, những cái người thành đạt mới, những các bạn ở thế hệ 8X, 9X, thì chúng ta sẽ có nhu cầu sở hữu những cái sản phẩm độc bản, những cái sản phẩm đẹp, những cái bất động sản đặc biệt mà ít người có được. Và đây thì ở đây thì mọi cái tiêu chí đó đều đáp ứng cho cái phân khúc như vậy. Và nếu mà câu chuyện sau 10 năm tính từ thời điểm mình làm clip này là 2021 cho đến khoảng 2031, thì để sở hữu một bất động sản tại vị trí như Shophouse Địa Trung Hải, tại thị trấn Địa Trung Hải này, thì chúng ta sẽ phải bỏ ra một khoản tiền cực kỳ lớn. So với cái giá bán hiện tại tại đây mà chủ đầu tư đang mở bán những căn Shophouse cuối cùng tại Địa Trung Hải sẽ có giá bán từ khoảng 20 tỷ cho đến khoảng 34 tỷ một căn. Và thời hạn sở hữu, chúng ta là một bất động sản thương mại sẽ có cái thời gian sở hữu là 70 năm. Sau 70 năm thì anh chị có cái quyền gia hạn. Và đây là một dự án sau này mà khi nó đã thành hình rồi, đã đi vào hoạt động, thì cái lượng người muốn sở hữu ở đây thì rất là nhiều và cái số lượng ở đây thì cực kỳ ít. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về một trong những cái sản phẩm bất động sản độc bản tại khu phố đi bộ kinh doanh 24/7 tự do và đẳng cấp của Sun Group, thì anh chị vui lòng liên hệ với Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin về giai đoạn 1 cũng như là giai đoạn 2 của chủ đầu tư Sun Group. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn này.
với những hình ảnh cực kỳ đẹp về shop house địa Trung Hải. Xin chào và hẹn. Chào mọi người đã trở lại với thị trấn Địa Trung Hải, Phú Quốc, bùng nổ bản giao hòa của thời trang và kiến trúc. Những ngôi nhà rực rỡ, màu sắc trên nền đại dương xanh ngắt, những con phố nhỏ, phiêu du dưới ánh nắng của thị trấn Địa Trung Hải, Sun Dreamer Village Primavera, phía Tây, Nam, Phú Quốc đã mê hoặc kẻ mộng mơ Long Can, để rồi biến nơi đây thành sân khấu vô cực, độc đáo, lãng mạn, nơi cảm xúc thời trang thăng hoa, cùng những cái đường kiến trúc tuyệt mỹ. Với các cái nhà thiết kế thời trang danh tiếng để làm nên những cái thành công cho một tuần lễ thời trang ấn tượng, không chỉ dựa vào những bộ trang phục đỉnh cao mà còn chú trọng cả vào những cái sân khấu trình diễn, từ bảo tàng Louis Vuitton hay là bảo tàng Prada cho đến lâu đài bong bóng ở Cannes. Những cái công trình kiến trúc độc đáo luôn là cái nguồn cảm hứng bất tận cho những cái nhà thiết kế thời trang bay bổng với các ý tưởng của mình. Để lại ấn tượng khó quên trong cái giới mode điệu, có thể kể đến cái buổi ra mắt của Chanel Cruise 2016-17 ở Cuba, đúng như tên gọi của nó là cái bộ sưu tập thời trang dành cho các cái kỳ du lịch nghỉ dưỡng với các cái nhà thiết kế danh tiếng nhất mọi thời đại như Karl Lagerfeld của Chanel đã lựa chọn đại lộ Paseo del Prado ở thủ đô Havana của Cuba, hay là cuộc hội ngộ kiến trúc cổ kính trên đại lộ với các cái thiết kế mang màu sắc cổ điển của Chanel đã chiêu đãi giới mộ điệu một cái bữa tiệc của âm thanh và màu sắc, từ bộ sưu tập xe của Cadillac hay và Buck nhạc gia sang trọng cho đến những cái thiết kế mang hơi hướng của những năm 1930, năm 1940 đều hòa quyện đến cái mức hoàn hảo với cái không gian sân khấu của đại lộ. Cũng trong mùa thời trang 2016-2017, nhà mốt Fendi đã biến đài phun nước Chevy ở thủ đô Roma, nước Ý thành cái đường băng thủy tinh trong suốt và lộng lẫy với cái làn nước lam ngọc. Thì ở Việt Nam cũng không thiếu những cái sàn diễn thời trang, những cái bộ sưu tập danh tiếng được truyền cảm hứng từ những không gian thiên nhiên, những con phố, hòn đảo và cả đại dương xanh thẳm. Fashion Voyage của đạo diễn Long Can nhiều năm qua đã thiết đãi giới mộ điệu trong và ngoài nước những cái bữa tiệc thời trang độc đáo trong ga tàu hỏa, trên vịnh Hạ Long, trên cầu vàng, chinh phục những cái kẻ mộng mơ Long Can trong mùa thời trang 2021. Sun Dreamer Village Primavera chính là cái dự án shop house Địa Trung Hải, nơi bến cảng phồn hoa tại Nam đảo Ngọc Phú Quốc đã trở thành cái điểm dừng chân tiếp theo trong cái chuyến viễn du thời trang Fashion Voyage Spa. Giữa biển trời Nam đảo Ngọc thì giới mộ điệu được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp hoa mỹ của hoàng hôn đảo Ngọc với cái vẻ đẹp nóng bỏng của kiến trúc Địa Trung Hải, hay là sắc xanh diễm lệ của thiên nhiên trong các cái bộ sưu tập của các nhà thiết kế danh tiếng như Lê Thanh Hòa, Adrian Anh Tuấn, Võ Công Khanh. Và hợp tác cùng với Sun Group thì nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, thì Long Can đã có cơ hội hiện thực hóa với những cái ý tưởng hoang đường trở thành sự thật, đồng thời mang tới cho khán giả những trải nghiệm bất ngờ và độc bản. Bản thân thời trang đã là một cái cuộc dạo chơi xa xỉ, nên khi thực hiện Fashion Voyage thì chủ đầu tư cũng như là Long Can đã không tốn không ít công sức, tâm huyết, tiền bạc và cả sự mạo hiểm. Tất cả đầu tư đều nhằm mang đến những trải nghiệm thượng đỉnh. Đó không chỉ là trào lưu thời trang mà còn là dấu ấn của cảm xúc. Và những cái con phố tại Sun Dreamer Village Primavera, những cung đường Địa Trung Hải rực rỡ nắng, đứng bên mái vòm ngập tràn hoa giấy, chiêm ngưỡng những ánh mặt trời lặn dần nhuộm tím cả không gian Sun Dreamer Village Primavera, đã mang tới cho các nhà thiết kế vô vàn cảm xúc mới mẻ. Và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đã sáng tạo trên nền cái bộ sưu tập của mình với những căn shop house sát biển lấp lánh chuyển màu dưới hoàng hôn. Và nàng thơ của bộ sưu tập lần này với nhà thiết kế Lê Thanh Hòa chính là vẻ đẹp rực rỡ của khu
Địa Trung Hải dưới ánh nắng hoàng hôn tựa như vẻ đẹp của những thiếu nữ đang độ xuân thì tràn đầy sức sống và vô cùng tươi mới. Hình ảnh của mái vòm đặc trưng châu Âu của lớp sơn thiên minh già cổ nhuốm màu thời gian trên các cái bức tường của mỗi căn phố, của gam màu đất nung nâu ấm, của màu biển an thới xanh thăm thẳm, của những đài phun nước bằng đồng đen, của cả những cái biển số nhà bằng gốm đặc trưng của Địa Trung Hải sẽ được biến tấu hoàn hảo trở thành các họa tiết đắt giá trên những bộ áo choàng oversize của nếp gấp, xếp ly, chân váy tại thị trấn Địa Trung Hải Nam Phú Quốc, thì kiến trúc và thời trang đã hòa quyện làm một, đưa cảm xúc nghệ thuật của giới mộ điệu đã có một cái buổi xem rất là thăng hoa. Và chúng ta đang có những hình ảnh tuyệt vời về dự án Shophouse Địa Trung Hải. Đó chính là khu vực giai đoạn 1 như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Phân khu mà sở hữu một cái màu sắc rất là đặc trưng. Và đối lập với một Địa Trung Hải đa màu sắc thì chúng ta sẽ có một Địa Trung Hải phóng khoáng. Đó là giai đoạn 2, khu vực Shophouse Center Địa Trung Hải, một chủ đầu tư hiện tại đang xây dựng như chúng ta đang nhìn thấy ở góc phải màn hình. Và anh chị nào quan tâm đầu tư về một sản phẩm Shophouse tại thị trấn Địa Trung Hải, bao gồm giai đoạn 1 và giai đoạn 2, thì anh chị vui lòng liên hệ với Vinh qua số hotline trên màn hình. Đây là cơ hội để anh chị đầu tư sở hữu một trong những bất động sản đẳng cấp của tập đoàn Sun Group đang phát triển tại Nam đảo Ngọc Phú Quốc với số lượng giới hạn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau về thị trấn Địa Trung Hải. Xin chào và hẹn gặp lại.